Cái bánh này cũng rất là giống ở Việt Nam nè, chưa tới một vẹt nửa ký. Rồi, thơm quá. Thanh long Việt Nam nè. Mình ghét con tôm này lắm. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phương China Vlog. Cứ mỗi lần Phương đăng video về nhà ở Trung Quốc thì sẽ có rất nhiều người bình luận là sao nhà đây lại rẻ thế, và không biết là giá cả đời sống ở đây như thế nào. Thì nhân tiện hôm nay là ngày cuối tuần, Phương sẽ đi siêu thị mua đồ ăn để một tuần luôn. Thì Phương sẽ quay lại cho mọi người cùng xem là siêu thị ở Trung Quốc có những mặt hàng nào, giá cả như thế nào, và đặc biệt là có những mặt hàng nào của Việt Nam ở đây nha. Bây giờ mình đang đứng trước một cái siêu thị trước nhà mình luôn. Mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Chị mới tuần quá. Mình sẽ... Hả? Bố sư. Nhìn trên nào là? Bố sư thay gì? Sư dưới nào gì? Hả? Bố phát sư phình. Phát sư phình, đoạn sư phình của lâu. Đây, sư là. 我老公在这里 Nói là có chồng là đi luôn, không thèm nhìn lại luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi thôi. Siêu thị này thì cũng khá là gần nhà mình, nên là có thể đi bộ hoặc là lái xe cũng được. Bây giờ thì mình đi bộ tới, tí nữa thì chồng mình sẽ đến chở mình về. Tại vì lúc về thì có khá là nhiều đồ, nếu xách thì hơi nặng. Bây giờ mình sẽ đi lấy một chiếc xe cho tiện để đồ lên. Mùa hè rồi nên là ở đây thấy bán khá là nhiều phao nè, đồ bơi nữa. Nhưng mà ở đây thì chỉ có hồ thôi chứ không có biển. Chắc là cái này thì để dùng cho trong nhà hoặc là đi ở bên bờ hồ hay là bờ sông thôi. Mình sẽ vào quầy rau xem thử là có gì nha. Ồ, chắc sẽ đi mua nửa con gà trước. Sư đạo, tôi là chị Ai Chiên. Chị là chị Sao mà bảo thắng à? Ờ, của Chào. Sao là lấy được? Lấy sân bố chí, có sự sử dụng hả? Tại sao bố chí em có ý Chào? Ờ. Đây là 15 块 1 斤. 15 块 8. 15 块 8 1 斤. Đây là nào? 一样的. 一样的 hả? 什么时候杀的? 不会的. 哪里会错误? 要来的. 我看一下. 15 块 8 1 斤 hả? 这个呢? 这个呢? 这个 19 块 8. 19 块 8. 那我买这个吧, 19.8, 这个吧。 不用接了。 不用接啊。 不用接。 阿姨笑什么? 不用接太好了。太好了。<笑> Mình sẽ mua cái gà này về làm gà trộn, nên là không chặt ra. Cái gà này là 46 tệ. Mua một ít rau. Bên này là quầy rau. Chỗ này thì có rau xà lách với lại rau mồng tơi là 4,99 tệ một cân. Một cân ở đây là nửa ký ở Việt Nam á, là khoảng 17.000 nửa ký. Mình sẽ mua một ít rau xà lách. Nhìn xà lách này có vẻ ngon nè. Mình sẽ mua một ít dưa nữa. Mua một ít ba rô. Ba rô ở đây 2,9 nửa ký. Khoảng 9.000 nửa ký. Cái này không biết là mọi người có thích ăn không. Cái này là tỏi nè. Hoa tỏi. Xào với thịt ăn rất là ngon. Thôi bây giờ mình cứ bỏ hết đây rồi tí nữa mình bỏ vào bao sau. Một ít hành. Ngon. Bên này là quầy ớt. Chừng nãy ớt là khoảng 16.000. Mua cái ớt này về xào thịt bò ăn rất là ngon nè. Cái ớt này nó không có cay mà rất là thơm.
Mình thấy ớt này còn ngon hơn cả ớt chuông nữa. Cũng 17.000 nửa ký. Thôi 3 quả thôi, ăn không hết. Cà rốt hôm nay có khuyến mãi nè, có 2.7 tệ nửa ký. Chắc mình sẽ mua nhiều, tại vì cà rốt này thì mình thích uống nước, hoặc là ăn sống hoặc là hấp lên ăn cũng ngon, mà giảm cân nữa. Khổ qua là 6.7 nửa ký. Mình sẽ mua 2 quả, một bao gừng. Bên này là tỏi nè, có rất là nhiều loại tỏi, nhiều mức giá khác nhau. Ở đây thì không có bán hành tím. Mình rất là thích hành tím, hành tâm của mình đó, nhưng mà ở đây không có. Mua cái này đi. Bây giờ mình sẽ mua một ít thịt heo. Chắc là mình mua cái thịt nạc này đi. Các bạn, cho tôi chén chiên 15.3 15.8 tệ. Cái thịt nạc này là 15.8 tệ nửa ký. Không biết chừng này là bao nhiêu tiền. Mình sẽ đi mua thêm một ít xương nữa. Mua một ít xương mình nấu canh. Cho tôi chén số 19.3. À, băng quả chia sao hả? Chưa cái băng quả chia, đây. Giá của mình là 17 tệ. À, xin xin. Lần nãy là 20.6 tệ. Bây giờ mình sẽ đi mua trứng. Cái hộp trứng này 12 trứng là 9 tệ, 35.000. Cũng gần giống ở Việt Nam đúng không? Giá cũng gần giống. Ở đằng này thì bán các loại đậu phụ. Đậu phụ này là 4.5 tệ nửa ký. Cái loại này mình sẽ mua một loại này. Cái này ăn lẩu cũng rất là ngon nè, mình sẽ lấy một cái hộp này. Cái này giống như là chả, này giống như chả chay á, mình sẽ lấy. Ồ, ở đây có một cái quầy bán bánh ú nè. Ở đây mùng 5 tháng 5 thì cũng là một cái ngày lễ lớn á, cho nên là cũng có mấy cái bánh ở Việt Nam mình. Nè, cái bánh này cũng rất là giống ở Việt Nam nè. 16.8 tệ nửa ký. Cái thịt này sẽ gói rồi nấu ở đây luôn. Ăn thì cũng được chứ không ngon lắm, nhưng mà mình thử rồi nên là mình sẽ mua. Ba cái bánh này là 10 tệ, 35.000. Ở cái quầy này có hàng Việt Nam nên là mình sẽ đi qua cho mọi người xem. Mọi người có đoán được là ở đây có hàng gì của Việt Nam không? Ở đây có cái sữa này mình rất là thích uống nên là mình sẽ mua 5 tệ một lốc, 4 lọ. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái quầy hàng có hàng Việt Nam. Mọi người đoán được rồi phải không? Mình đang đi tìm cà phê. Có rất là nhiều loại cà phê nè. Ngày trước thì mình thấy cái cà phê G7 này được bày rất là nhiều, nhưng mà đợt này thì ít hơn. Cà phê đen G7 14.5 tệ một hộp. Cà phê G7 3 trong 1 30.9 tệ. Hơn 100.000 một hộp. Có rất là nhiều loại luôn. Nhưng mà mình đã thử qua nhiều loại mà mình chỉ thấy mỗi cái cà phê G7 là ủng hợp thôi. Còn những loại khác thì nó có mùi thì không có như mình muốn á, nên là mình cũng rất là ít khi mua loại khác. Thường mua cà phê G7. Nhưng mà bây giờ ở nhà thì có quá nhiều cà phê rồi nên hôm nay mình sẽ không mua cà phê nữa. Ở đây thì có các loại sữa.
mình sẽ mua cái sữa này. Hôm nay thấy có giảm giá như này là mình sẽ mua một thùng pha cà phê đen với cái sữa này. 39 tệ. 39,9 tệ, 40 tệ một thùng, có 16 hộp. Mỗi hộp là 250ml. Cà chua 2,9 tệ nửa ký. Mình sẽ mua một ít về nấu canh. Một củ hành về trộn gà nữa. Hành này có vẻ cũ rồi. Hành thì chưa tới 1 tệ nửa ký. Bây giờ mình sẽ đi qua quầy trái cây. Đúng mùa vải rồi cho nên là có rất là nhiều vải. Ồ, nhìn cái vải này nhìn là muốn ăn rồi. Nhưng mà mắc quá. 14 tệ, 15 tệ mà chỉ có 8 quả thôi. Nhìn rất là chất lượng luôn. Nhưng mà đắt quá thôi. Cái này về chấm muối tôm nè, mình mới làm được một hũ muối tôm. Cho nên là sẽ mua một cái này về chấm. Cái này là 6 tệ nửa ký. Còn cái này là gần 10 tệ nửa ký. Thanh long Việt Nam ruột trắng có giá 5,99 tệ. Thanh long Việt Nam nè. Bây giờ cũng rẻ rồi, 5,99 tệ, 6 tệ nửa ký. Là khoảng 18.000 nửa ký. Ngày trước thì rất là đắt rồi, bây giờ rẻ hơn nhiều rồi. Quầy sầu riêng nè. Mấy ngày trước thì mình thấy có sầu riêng Việt Nam, nhưng mà hôm nay không thấy nữa, chỉ thấy sầu riêng Thái Lan thôi. 29,9 tệ nửa ký. Rất là thơm. Nhưng mà thôi, hôm nay mình tiêu khá là nhiều tiền rồi nên là chắc phải ngừng cái sự mong muốn này lại. Wow, quả sầu riêng này rất là to luôn. Thơm quá, thôi hẹn lần sau nha. Ăn thử cái dưa lưới này thấy khá là ngon. Mình sẽ mua nửa trái. Cái này đi. Chưa mua xong mà cái size của mình đầy luôn mất rồi. Nên là thôi, những thứ còn lại thì phải suy nghĩ lại. Nếu mà chưa cần thiết thì chắc bây giờ sẽ không mua, đợi đợt sau thì mua. Còn một thứ mặt hàng của Việt Nam ở đây nữa, mình muốn cho mọi người xem, mọi người có đoán được là món gì không? Cái mặt hàng của Việt Nam mình cần thì mình sẽ mua rất là nhiều. Mình mua ở trên mạng á. Cho nên là bây giờ mình sẽ đi qua cho mọi người xem thôi, chứ mình sẽ không mua. Bây giờ mình đang đứng ở cái quầy đó rồi. Quay đến đây rồi, không biết mọi người có biết là cái gì không? Đó chính là bánh tráng lè. Bánh tráng thì ở đây có hai size, là một cái size 16cm và một cái size là 22cm. Cái thương hiệu của nó là Sui Mama. Cái này mình chưa thấy ở Việt Nam bao giờ nè. Thì cái loại mà nhỏ này thì có giá là 9,9 tệ, là 34-35 nghìn. Còn cái này là 22cm thì có giá là 12,9 tệ. Mình hay mua để làm gỏi nè, hay là làm ram á. Mọi người rất là thích ăn nhưng mà không biết sao, mình thấy ít ai dùng lắm. Ở đây thì có cái bánh phồng tôm, nhưng mà bánh phồng tôm này của Trung Quốc không có ngon. Bánh phồng tôm của Việt Nam rất là ngon luôn, nhưng mà mình thấy ở đây lại không có bán. Còn quầy này là quầy đồ khô. Mình sẽ mua một ít sườn chay nữa. Mua một gói sườn chay về để kho. Sẵn tiện qua cho mọi người xem nè, táo đỏ. Cái táo này là 4,460 gram, là 19,8 tệ. Còn cái loại này có nhiều loại lắm. Cái loại này mình thấy 1,5 kg. 1,5 kg có giá là 13,9 tệ. Có rất là nhiều loại. Mình cũng hay mua nhưng mà mấy cái thứ này thì vẫn còn. Bây giờ mình đang ở quầy dầu. Mình sẽ qua cho mọi người xem là giá dầu ở đây như thế nào nha. Cái dầu này 4 lít có giá là 60 tệ. Chai này nhỏ hơn. Những cái dầu này là dầu cải. Cái dầu này là nửa lít, chắc là nửa lít thì có giá là 8,9 tệ. Còn cái này 1,5 lít thì có giá là 37,9 tệ. 1 tệ là tầm 34-35 nghìn đó. Canh này là 5 lít có giá là 89,9 tệ. Ok. Và bây giờ mình sẽ đi quay cái quầy gạo cho mọi người xem. Xem thử là giá gạo ở bên này bao nhiêu nha. Đây,
Gạo thì cũng có rất là nhiều loại. Cái gạo này 5kg là 39,9 tệ 5kg. Còn cái gạo này cũng là 5kg nhưng mà có giá là 69,9 tệ. Mình hay ăn cái gạo này nè. Nó sẽ cũng không phải là quá ngon nhưng mà nó ăn nó không có khô. Còn gạo này là gạo Thái. Gạo Thái thì 5kg là 109 tệ. Rất là nhiều loại lắm ở dưới này nữa. Bây giờ mình cần mua thêm một ít gia vị nữa. Ở đây thì không có bột nghệ, không có hành tím, cũng không có sả sả. Tiêu đen thì lại rất là đắt. Nên là thường mình hay mua mấy cái món đó ở trên mạng. Còn bây giờ mình sẽ mua một ít bột ớt. Lấy cái này về bỏ vào thêm trong đồ ăn. Từ ngày qua Trung Quốc thì cái khẩu vị của mình nó cũng thay đổi nhiều. Tại vì ở đây có nhiều cái loại gia vị mà mình không mua được á. Cho nên là mình cũng thay đổi rất là nhiều. Mấy cái bột ớt này thêm vào đồ nướng ăn cũng ngon nè. Mua cái bao này đi. Cái này nướng thịt bỏ vào rất là thơm. Bây giờ một gói bột nêm, mua một gói bột nêm. Bột nêm này có giá là 4,9 tệ. Cái này là bột nêm gà. Mua thêm một ít mì gói nữa để mà lỡ có đói bụng đột xuất thì có cái để ăn. Cái loại này ăn rất là ngon nè, nên là mình sẽ mua cái loại này. 12,5 tệ. Không biết ở trong có bao nhiêu gói, có 5 gói. 12,5 tệ có 5 gói. Điều mà mình không thích nhất ở Trung Quốc là ở đây không có hải sản. Chỉ toàn ăn đồ cá sông hay là tôm sông thôi chứ không có hải sản. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem, đây là cái quầy hàng tươi sống. Thì có những cái gì nha. Có cái này, thời gian này đang rất là hot ở trên TikTok nè. Đây, đang vào mùa tôm cho nên là cái tôm này rất là nhiều. Nhưng mà mình ghét con tôm này lắm. Nhìn thì nó khá là to nhưng mà ở trong không có ruột. Ngày trước mới qua mình nhìn thấy ngon quá cho nên là mình cũng mua thử. Nhưng mà cuối cùng thì ăn không được. Tại vì con tôm to nhưng mà ruột ở trong thì rất là nhỏ. Lại cay và dầu nữa. Ăn nó thì chủ yếu là ăn gia vị chứ không có ăn được cái ruột ở trong. Nhưng mà đây là một món đặc sản. Đây là cái món đặc sản ở đây á. Mình thì mình rất là ghét. Họ làm sẵn cái gói gia vị nè. Mình có thể mua cái gói gia vị về rồi nấu vào thôi. Còn ở đây là hải sản. Xem thử có cái món gì hải sản này thì không có được tươi sống. Bạch tuộc, rau bạch tuộc. Nó to dễ sợ luôn, không biết là đồ thật hay đồ giả nữa. Nhìn rất là to, đông cứng hết rồi. Mực nè. Mực, con mực này là 27,8 tệ nửa ký. Cá. Cá cũng 27,8 tệ nửa ký. Còn cá này là cá thu nhật. Cá thu nhật là 25,8 tệ nửa ký. Con cá bé bé này. Con cá này rất là nhỏ. Nhỏ quá, 16,8 tệ. Ở đây thì họ sẽ ăn cái cá này nhiều hơn nè, cá sông. Có nhiều loại cá. Nhưng mà mình thật sự là không thích những con cá này. Cá sông thì nó có cái mùi á. Mấy cô, mấy chị này dẫn con đi chợ rồi cho con xem cá luôn. Thâu pha. Thâu pha. Thâu pha. Thâu pha. Ây, chào ây. Mua một chút, mua một chút. Thật sự là. Mua một chút. Quầy này là quầy cá hố. Cá hố là 32,8 tệ nửa ký. Nhưng mà không có tươi gì hết. Mực nè. Mực này cũng phải chắc cũng phải lâu lắm rồi. 38 tệ nửa ký. Tôm. Ở đây thì tôm thì họ cũng sẽ có một cái quầy như thế này. Thì muốn ăn tươi thì có thể ăn ở đây. Rồi quầy này là quầy nghêu. Ồ, hôm nay mình thấy nghêu ngon nè. 10 tệ nửa ký. Cái nghêu cũng khá là ngon. Ốc bông tay. Gì những con ốc này thấy tội không?
Mình ở Đà Nẵng thì mấy con này ăn thoải mái, nhưng mà qua đây thì cảm thấy nó đắt đỏ quá. Cái này là ốc hương, cái này là ốc hương. Ốc hương 99 tệ nửa ký. Ủa, không biết con cá này là cá gì. Nó vẫn còn sống luôn. Chắc là hôm nay mình đã mua đủ rồi. Bây giờ đi ngang qua cái quầy này mình rất là sợ nè. Ở đây thì bán đồ gia dụng mà có những cái đồ rất là dễ thương, mọi người nhìn nè. Cái bình nước mà nó rất là dễ thương luôn. Thế là mặc dù ở nhà mình có nhiều rồi nhưng mà đến đây mình thấy cái này mình cũng rất là muốn mua. Nó đầy màu sắc. Không chỉ là trẻ con thích đâu mà mấy cái bình này nhìn không biết sao nó rất là bắt mắt. Mình đi siêu thị thì chắc chắn mình sẽ đi qua cái quầy này. Nên là mỗi lần đi qua đây thì mình phải dừng lại xem. Rồi đi qua đây thì sẽ có chén dĩa khá là xinh. Còn ra đây thì hóa mỹ phẩm rồi. Bây giờ mình đang đi ra để đi thanh toán. Quá là nhiều đồ rồi. Ở đây mấy cái bao ni lông này mình cũng phải trả tiền nè. Người ta họ sẽ cân ở đây luôn cho mình. Sau đó thì mình sẽ mở cái mã thanh toán trên WeSing của mình. Rồi người ta họ dùng cái máy đó họ quẹt vào thanh toán. Chứ mình không có trả bằng tiền mặt. Trả tiền mặt thì họ cũng nhận nhưng mà mình không có tiền mặt để mình đưa. Mình không nghĩ là cái gì như vậy luôn á. 276 tệ. Hôm nay mình đã tiêu hết 276 tệ. Đây là tất cả những thứ mình dùng để mua ăn trong một tuần. Cái bill rất là dài luôn. Tổng chi phí là hết 276 tệ. 276 tệ là khoảng 900.000 tiền Việt. Mình sẽ ăn trong vòng một tuần. Chắc là đủ hoặc cũng có thể là dư. Có rất là nhiều thứ hàng của Việt Nam mình muốn mua nhưng mà ở đây không có. Thì ví dụ như là hải sản thì cũng đành phải chịu thôi, chứ biết làm sao giờ. Mọi người thấy giá cả ở đây như thế nào, có đắt hay là rẻ? Tại vì ở đây là thành phố hạng 3, không thể nào so sánh với thành phố lớn như là Bắc Kinh hay Thượng Hải được. Nên mình thấy ở đây mức sống cũng khá là ổn, không có quá đắt. Nhà cửa cũng vậy, mình thấy giá cũng khá là rẻ. Còn ý kiến của mọi người như thế nào hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Video của mình hôm nay đến đây thôi, xin cảm ơn mọi người đã đón xem. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.